kiến thức kỹ năng là quan trọng và đại biểu kỷ luật xã hội. Cho tiết học tự chọn ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em củng cố lại kiến thức kỹ năng để làm đảm bảo kỷ luật văn học. Cụ thể đó là đảm bảo kỷ luật để làm thơ và thơ tận dụng vào bài thơ giảng ra của các bạn học sinh. Ngày hôm nay cũng có ba nội dung lớn. Thứ nhất, cô cùng các em sẽ nhắc lại đặc trưng của thể loại thơ. Nội dung lớn thứ hai, cô sẽ hướng dẫn các em kỹ năng nhìn nhận một đoạn thơ bài thơ. Và phần thứ ba, ta sẽ đi luyện tập tận dụng và nhìn nhận một đoạn thơ trong bài tham gia của các em cần. Đầu tiên cô sẽ giải với các em đó là đặc trưng của thể loại thơ. Nhắc đến thơ có rất nhiều định nghĩa. Nhà thơ Tống Hồng có từng định nghĩa thơ là thơ, đồng thời là họa, là nhạc, là cảm xúc thơ của quốc thiên. Hay trong sách giáo khoa chúng ta lớp 11 chúng ta biết đến khái niệm thơ là người thi sĩ trung thành của thái tư. Như vậy chúng ta nắm được cái nội dung đầu tiên, thơ là thuộc thể là chữ tình, và nội dung chính của thơ, cái cốt lõi chủ yếu của thơ là tình cảm cảm xúc, là người thơ tính trung thành của thái tư, là những phần thơ được viết lên khi tình cảm, những cung bậc cảm xúc trong trái tim của nhà thơ, trong tâm hồn của nhà thơ được nung nấu, được đổ cất lên. Đó là cái nội dung, cái đặc trưng của thơ và em cần nắm được và cô cũng đã đẹp chân em nghĩ cho cô. Ngoài cái nội dung thơ và tình cảm cảm xúc thì các em cũng chú ý tới các hình thức của thơ, đó là gồm các yếu tố về ngôn ngữ thức tình, về hình ảnh thơ hay là ngôn ngữ thơ. Nhất là hình dung thơ bộc lộ tình cảm cảm xúc của tình thể thức tình. Tình cảm trong thơ rất là phong phú và đa dạng, nhưng luôn có một trạng thái cảm xúc nổi trội, không chính là mặt cảm xúc chính nhưng cố tả của bản thơ. Mỗi bài thơ thường có mặt gần gần cảm xúc riêng. Thơ là do hơn về những mặt thơ bộc lộ những tình cảm cảm xúc của chủ thể chữ tình. Nếu như chuyện thể là chuyện thì đối tượng phản ánh đó chính là những thứ khách quan, là những sự vật hiện tượng của thế giới bên ngoài, thì thơ là hướng nội, hướng vào trong đời sống tình cảm của thế sinh vật, chiều sâu nội tại của con người, đó là những tình cảm cảm xúc. Và nhà thơ phải sống với tất cả những cái linh hồn của bản thân mình, với tình cảm của mình, để từ đó cất lên được những dòng thơ hay, hay đọc đến người đọc, đến người đọc. Và trong một bài thơ thì có rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, không chúng ta gọi là đa cảm xúc. Thế nhưng luôn luôn có một trạng thái cảm xúc chính nổi bật. Thơ ví dụ các em đã được học là thơ Bội Đào của Nguyễn Tinh Hiền. Trong bài thơ này chúng ta có rất nhiều những cung bậc tình cảm mà nhân dân tinh tự thể hiện trong bài thơ, đó là tâm trạng vui tươi phấn khởi, những cái cảm xúc mãnh liệt khi nhà thơ bắt gặp về thiên đường hay mặt đất, nhưng đó cũng là tâm trạng buồn nối tiếc khi ở lăng một khi không thể nào nếu tuổi trẻ chậm hai lần nghe bất công không chút cảm xúc sống. Và cái bài cảm xúc nữa đó là cái cơ hội của mỗi người suốt người suốt ngày một thời gian thì nó khao khát mãnh liệt được tập
rất rõ là từ tư hướng trong con, bởi vì cái không gian ở trong con đó là không gian của tâm tạng, không gian của những cái tâm niệm cảm xúc như thế, và đặc trưng của con khác với chuyện của chúng, chúng ta thấy nó hạn chế về câu chữ mức, vì thế nên từ mơ mức và cảm xúc và cô độc. Những là con đã phải sử dụng bằng tài năng của mình để tinh luyện, để vun đúc trong suốt môn trường từ mơ mức có thể truyền tải được hết những cung bậc thực tại, những nội dung tư tưởng, những thông điệp hướng dẫn bạn học. Vì thế, từ mức trong con được làm thuốc và cô độc. Câu điểm thứ hai, về mặt hình thức con, em cũng hợp lý, đó chính là ghi nhận con, chỉ cầu thức thọ, và vừa mang tính hiện tượng. Chúng ta phát từ, để câu điểm từ mức cảm xúc, để thế nên hình ảnh, vừa chứa được, để hết như ẩn chứa. Chính tại ngôn ngoại, và đằng sau hình ảnh, cảm xúc, sau khi hình ảnh thì con nhìn thấy chi tiết trên tâm giới thì lần đó là cả thế giới nữa, chiều sâu thì một tư tưởng thể hiện cái nhận thức, cái tình cảm của con. Và phương diện nữa về hình thức thơ em cần nắm được đó chính là yếu tố về nhịp điệu, thanh điệu, âm điệu, các điệu, các tư tưởng và hệ thống yếu tố. Đó cũng chính là những cái hình thức thường sử dụng trong thơ để mà thơ bộc lộ được cái thơ, bộc lộ được cái tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của mình thông qua cái cách ngắt nhịp, thông qua cái cách hiểu cần được là khối thanh điệu bản chất, hay là sử dụng các biện pháp tư tưởng ví dụ như ngôn hóa ẩn dụ, so sánh, đối lập, giảm ngữ, vân vân. Và đặc biệt các em cũng chú ý tới hệ thống dấu cơ. Hệ thống dấu cơ sẽ tạo nên những ý đồ của phẩm. Ví dụ, để diễn tả những tình cảm cảm xúc của tiếng reo vui phấn khởi thì là có thể sử dụng những câu cảm thán, chỉ những câu chú ý dấu hiệu thực chất các câu cảm thán đó chính là dấu cảm thán. Hay là em chú ý các dấu có con, ví dụ như dấu phẩy hay là dấu chấm, thăng cách, giữa cách. Từ ngữ trong cùng một dòng thơ cũng thể thể hiện ý đồ. Hay là các phẩm lặp ở chỗ mắt dòng, mắt chấm dòng, mắt dòng, mắt khổ cũng thể hiện ý đồ của con mà các em cần phải chú ý. Đó là những phương diện về hình thức thơ mà các em cần phải chỉ ra được, phải phân tích được ý nghĩa tác dụng của nó trong việc là cô thể hiện nội dung tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của mình qua tác phẩm. Nội dung thứ hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay đó là chúng ta ôn tập là kỹ năng làm bài nghị luận một đoạn thơ bài thơ. Đây là một dạng đề thường gặp và đó cũng là một dạng đề một kỹ năng hết sức cơ bản để các em có thể làm được các dạng bài khác liên quan tới thành phần thơ. Thầy nghị luận một dạng thơ bài thơ thì chúng ta có thể thấy là có các dạng bài nghị luận, ví dụ như là dạng đề nghị luận một dạng thơ trong một bài thơ, hay dạng đề nghị luận một hình tượng trong một hình tượng thơ trong tác phẩm, trong tác phẩm thơ. Dạng đề nữa đó là dạng đề nghị luận ý kiến bằng từ con, có thể là nghị luận một ý kiến hay là hai ý kiến. Và dạng đề thứ tư rất quen thuộc của các em đó là dạng đề so sánh thơ. Trong tiết học hôm nay thì cô giáo mình sẽ để đi vào ôn tập lại một dạng bài hết sức cơ bản và khá quen thuộc của các em, đó chính là dạng đề nghị luận một dạng thơ. Giống như tất cả các bài văn nghị luận khác thì dạng bài nghị luận của đoạn thơ bản thơ cũng sẽ đầy đủ ba phần. Cùng bài văn nghị luận đó là mở bài, thông bài, kết bài.
hết sức cơ bản trong từng tập một. Đầu tiên đó là phần mở bài. Trong mở bài các em sẽ biết rằng làm được những nhiệm vụ của mở bài nó chính là giới thiệu vấn đề. Giới thiệu vấn đề ở đây các em sẽ phải giới thiệu của tác giả, tác phẩm là bài thơ đó. Các em sẽ giới thiệu về vị trí văn học thử. Lúc này cô cũng đang hướng dẫn các em rất kỹ lưỡng khi chúng ta học trên lớp rồi, đó chính là cái vị trí của nhà thơ, của bài thơ đó trong nền văn học. Và mở bài các em phải nêu được vấn đề bình luận, đó là một bài đúng nêu vấn đề bình luận đối với dạng bài nghị luận của bài thơ đó, là các em giới thiệu được bài thơ. Giới thiệu bài thơ ở đây đó là các em giới thiệu vị trí của bài thơ, xem nó nằm ở phần nào, ở đoạn nào trong bài thơ đó. Và các em nêu cái cảm xúc chung, cái nhận định chung của mình về nội dung chính của bài thơ, chính là cái chủ đề của bài thơ. Sau đó các em sẽ trích dẫn bài thơ với cố gắng đọc. Còn dài quá thì các em có thể thêm vị trí rồi thì các em sẽ xin nó để tránh được mất thời gian và hình thức là bài văn của mình nó không công chứng. Đúng như thế, sau mở bài các em sẽ trả lời cho câu của các câu hỏi như thế nào, đó là dạng thơ nào trong bài như nào, của ai ấn tượng của lần của em là gì, đó là một chứng mở vào đúng đối với dạng bài như lần của cơ. Bằng cách nào các em cũng sẽ phải giới thiệu cho câu được kiến thức về tác giả, tác phẩm và đặc biệt là giới thiệu bằng thơ. Nếu không giới thiệu bằng thơ là các em chưa nêu vấn đề luận, và khi đó các em sẽ không có điểm tối đa. Và người chấm, người đọc đánh giá là các em chưa có kỹ năng mật làm thì chúng ta sẽ hết sức lưu ý phần câu hỏi trước. Đấy là phần thân bài có 3 phần, các em nhớ lại và tôi sẽ ghi nốt. Thứ nhất đó là phần tác phẩm, thứ hai là bình luận của bài thơ, và thứ ba là chúng ta phải chọn lọc. Trong phần cái tác chung thì các em sẽ giới thiệu sâu hơn thì trẻ con kiến thức về tác giả, tác phẩm. Nếu ở phần mở bài các em đã giới thiệu về vị trí văn học thử của nhà thơ đó, thì đến phần tác chung các em sẽ đi sâu nói rõ hơn cho cô kiến thức về ước tính trong cuộc đời có ảnh hưởng trực tiếp đến sáng tác hay là tính học thơ đó. Ví dụ như khi các em phân tích và một cô từ đấy của nhà thơ Tố Hữu, các em sẽ phải nắm được cho cô cái thời điểm cần phải thơ để viết và thơ từ ấy, đó chính là khi mà nhà thơ được đứng trong hàng ghế của người thanh niên Tố Hữu vào tháng 7 năm 1935 đã được kết nạp vào Đảng, và chính câu cái nét tiếng của các cụ người lớn lúc đó đã làm cho nhà thơ sáng tác nên thành thơ gì đấy. Kiến thức thứ hai về tác giả mà các em cũng cần phải quan tâm để các em giới thiệu được, đó chính là gì, là gì sáng tác, đó chính là phong cách sáng tác của nhà thơ. Khi hiểu được phong cách sáng tác của nhà thơ, đó là một trong những điểm nhấn, một trong những thông tin các em có thể phân tích sâu kỹ hơn được về tác phẩm. Thì các em sẽ giới thiệu cho cô được giá trị hồn thông và nghệ thuật của cô. Hôm nay các em có thể tìm thấy và ghi nhớ trong phần ghi nhớ sách giáo khoa dễ dàng học văn thì cô được không? Rồi các em tập trí cho cô như mẫu trong đoạn công chức như có. Ví dụ như để làm không yêu cầu chúng ta công thức của cô đầu tiên, mà yêu cầu chúng ta cảm nhận cổ thơ 2, thơ 3 hoặc là thơ 4, thì các em phải có điểm giới thiệu, đó là khái quát lại, giới thiệu lại cái nội dung của bài thơ trước. Vì như cô vừa nêu
chung, tổng này các em chỉ biết cho cô là một lần giãn cách riêng tập từ 7 đến 10 dòng. Các em đi đến chúng ta biết là chúng ta nhưng cần phải chuẩn xác về mặt kiến thức. Nếu các em không nhớ chuẩn xác thì các em tốt nhất không biết vào bài của mình. Đó là lỗi mà chúng ta phải cô không bắt buộc các em không. Thứ hai đó là nghị luận của bài thơ. Nghị luận của bài thơ thực chất đó là các em sẽ làm sáng tỏ những cảm xúc về mặt nội dung nghệ thuật của bài thơ đó. Thì cách triển khai vấn đề trên nghị luận của bài thơ chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên đó là các em có thể chia theo bố cục, đó là cảm nhận chương trình từ bài thơ và các bạn cùng diễn nói nôm na với nhau, đó chính là bốn ba đoạn thơ. Cách thứ hai đó là các em chia theo luận điểm và cảm nhận các phát ngôn lớn và ngôn ngữ lớn sẽ lấy tấm chứng sâu hơn để làm sáng tỏ. Hai chúng ta luôn nói cách này đó là bộ dọc bài thơ. Và cách trình bày đó là các em tách riêng hoặc là lồng ghép nội dung bằng điện thoại. Thì em lưu ý xong thì bài viết thì bằng một điện thoại là chính bằng một điện thoại tệ chủ yếu và chỉ số điện thoại nhất có thể dễ tìm đến khả năng tạo dự thu của các em. Các em lưu ý cho cô các em. Và thứ ba đó là học viện và sáng tác lại nội dung bằng điện thoại của đoạn thơ mà các em vừa phân tích. Còn bên trên các em đã phân tích những hiệu quả của hình thức nội dung trong việc thể hiện nội dung một thì những bạn này các em sẽ được quen và tăng cường những điểm nhận thức. Như thế và nhấn mạnh và sáng tạo và giáo viên của các bạn đó là ba phần lớn trong phần trung bài và trong quá trình phân tích luận bằng thơ các em lưu ý chúng ta chú ý sử dụng các thao tác lập luận phân tích từng luận chứng minh và đặc điểm nên thì chúng ta vận dụng thao tác so sánh các em cũng so sánh những từ thơ những câu thơ hay là những cách diễn đạt mà các em tác giả cần lưu ý bài thơ khác cùng tác giả hay là các tác giả khác dành cho cái đối tượng và đối tượng thơ của mình. Thank you.
phận mang một nét đặc sắc hoặc đặc biệt hơn thì hơn có chiều sâu xã hội như thế đấy, đặc biệt sâu của những phận của buồn, một nỗi buồn sâu thẳm xa biết nỗi buồn của thân thế của cuộc sống. Nếu như là do công việc và một lòng vô thì áo lạnh thì tôi sẽ chuyển thành ra thì nhà sư hy vọng rằng là một con người áo lạnh trước khi ra vì thế họ thường không gặp được những cái người không thẳng biết và hy vọng khi chưa lên cầu thì là đặc biệt hy vọng chúc các bạn không thể không lưu ý được khi đi lên. Thứ hai là một con tập hoàn cảnh sáng tác là một thông tin khác nhau và nếu một cách chuẩn xác hiểu được hoàn cảnh sáng tác các em mới hiểu được toàn bộ nội dung của tác phẩm. Sáng tác bài thơ chàng trai đó là khi nhân vật đứng trước sông Hồng và một người trẻ trung năm 1939 tròn 20 tuổi ở bờ nao đến đẹp đẽ và khi chị ấy thể hiện được nỗi sầu vô tận trong tâm hồn mình trước dòng sông Hồng mênh mang trong nước và sau rất nhiều lần sửa bản thảo thì chàng trai đã ra đời. Giá trị nội dung và nội dung tác phẩm đó là hiện nay trên với sự đối lập với không gian rộng lớn của thiên nhiên của vũ trụ mênh mông là một cuộc sâu nhỏ cô đơn lạc lõng là một nỗi buồn cô đơn sâu thẳm cầu buồn vô cùng. Từ đó tác giả thể hiện được khao khát được hòa nhập với con người với thiên nhiên và tín giáo và trong đó tình yêu đất nước. Cái nỗi buồn của một người dân đất nước sống đứng giữa quê hương đất nước nhưng bất chủ quyền vì thế là có phản với sự cô đơn tự lắm không tìm thấy được một cây cầu không tìm thấy một con đường để trở về quê hương đất nước đó là duy nhất của nỗi sầu không trải qua của chúng ta nói chung và nói riêng hay chính là những nỗi cầu nỗi buồn của các bạn nước mới nói chung của chúng ta tự mình nhận ra. Giá trị nghệ thuật của bài thơ chàng trai đó là bài thơ được kết hợp giữa lối thơ cổ điển vẻ thơ rất ngon, rất to được, nhưng một tốt đẹp của chúng tôi có nói đấy là như thế hết và hôm nay còn ghi được cho cô trong phần phát chung. Các phần nhìn nhận và to là phần chính của bài cũng chiếm nhiều điểm nhất và có thể hiện được kiến thức cũng như là kỹ năng của các em đối với đạo bài này. Thì các em cần phải nêu được trong cô đấy là gì? Chính cái nội dung chính bao trùm của con này đó chính là cổ đông đầu ở xa lốp cầu nguyên thế của tác giả trước không gian thiên nhiên bất tận của dòng thời gian. Vậy các em sẽ phải phân tích được trong thơ những hình ảnh thơ, những từ ngữ thơ, những lời biện pháp vô từ hệ vật mà chúng tôi sử dụng đó đối với đoạn thơ này. Chúng ta sẽ lựa chọn cách phân tích đó là chúng ta phân tích bổ ngang bản thơ, bổ ngang bản thơ cho từng câu thơ một và em gắn liền với các hình ảnh đó. Đầu tiên là câu thơ sóng gợ và thanh buồn bình diện trong câu thơ này em chú ý tới hình ảnh sóng gợ gợi lên hình ảnh trong nước mênh mang với những con sóng gợ lăn tăn bố trên thôn, những con sóng dài trùng điệp có tiếp theo thể hiện một nỗi buồn chập trùng trong lòng thiên nhiên. Chúng ta chú ý tới từ ngữ đó là hai từ chàng trai. Đây là từ hán việt lấy âm a để tạo nên tiếng vọng trong câu thơ gợi gì gần a gần a đó là một mở vậy lấy âm âm mở âm tiết mở của âm a với hai bậc ngang thì là bậc ngang có càng gợi lên một cái không gian cảm giác mênh mang vừa gợi lên một dòng sông dài rộng và ngang cái cổ kính thì đến bờ thì hết như thắm lên từ từ hoàn tâm nghe phải quý một từ nữa và là cô sử dụng rất đặc sắc độc đáo đó là từ lấy chủ đề. Đây là từ lấy phạm phật biệt biệt là những câu sóng cả được trên dòng hoàng quang nối nhau liên tiếp lại là vô tận của dòng sông đó là
sống lòng đúng đối với nhân văn không nguôi không dứt. Thầy cũng giúp lòng càng ra không pháp lớn đó là sự không sống lòng quật đạo trong tâm hồn của thiên nhiên. Rồi cô đưa đến ra con về thay đón nước của con rồi tay trên đọc chẳng ra mưu không có vật ấy xuất hiện thì chẳng kho tiền thật nhỏ về lông bông con được giữa thật tâm con được xuôi mái là con tiền không đạo chẳng được tập và là kho tiền vui phẳng mái của thức phụ đồng có mà cho tổng thức không vậy. Vì thế cuộc của con được xuôi mái để chứa thiếu một sự tâm để hồn đặc biệt với bộ phận đối với con thôi trên con để hai má nước song song đối với sự nhận được tổng hợp và ra một điều gì nó gợi lên một nỗi buồn nhân tế đang lăng trong tâm hồn chúng ta. Chỉ nghe cũng giống như con vịt kia ho ho với sóng nước cuộc đời vui tươi mặc cho dòng của sinh mệnh tiền về nước lạnh cầu phân mạnh. Ở cơ sở này, ở đây sử dụng hình ảnh tiền và nước như lệnh của cha, đó là hình ảnh được xuất hiện trong kho văn. Nhưng hình ảnh xuất hiện tiền là nước, đó là hình ảnh về như lệnh của cha. Nhưng ở trong kho văn này, tiền về nước làm, vừa nước tiền và nước thưởng làm sao, hứa hẹn cùng nhau. Nhưng ở đây sự gặp gỡ chỉ là chi chấp để rồi làm chia gì ở đây là hình ảnh tiền về nước lại giờ đây chỉ chia lên thành các không hề có sự tương giao gặp gỡ trong đó họ thể hiện một nghĩa hồ của một vật gọi diện pháp của một nhân vật trong thực sự tàu tăng mạng. Tàu tăng mạng là một mối tàu nguyên vọng, một mối tàu ôm trọn tỏa kín thấp không gian. Hình ảnh cổ điển còn kho lại với dòng phần pháp vốn cô đơn chỉ không biết ký ức câu thơ này bởi vì câu thơ này thể hiện rõ nhất nội dung của bài bài thơ. Tác giả sử dụng hình ảnh một cảnh cổ kho cho hình ảnh lúc mới đó là một hình ảnh đầy cũ quen thuộc không hề có một cô gái không hề có một sự cao tăng và đó là một hình ảnh hết sức đơn giản phối hợp với bộ phận đạo ngữ để nhấn mạnh sự nhỏ bé sự đơn độc của một chồng cổ kho hết thắm hết bao la của một mình cô là quý trọng thành cổ kho với ý nghĩa của thăng cấp gọi hơn sự khô héo bởi vì chúng ta vừa mới đã khi mà ở đây không có sức sống héo khô rồi thì mới gọi là cổ thế nhưng là quá thành cổ nó không có sức sống là cô mang nhấn mạnh nó trong cổ kho để cho thấy được sự nhớ mỏ sự tiếc nuối của không có sức sống của cổ rồi nữa kết hợp với sự lạc nhớ trọng vừa ở bên cạnh sông nước mênh mông trong sự tĩnh lặng lại vừa ở bên hình cảnh sự dòng đầu khổ vô số bước đường đi rất chậm nhưng không biết chọn hướng nào đi tới nhớ bên lòng rằng đang mênh mông vô tận ấy chỉ có một cảnh cổ kho đó là một hình cảnh tận dụng cho tiếp nguồn cho dòng đời mà ở đó con người bơ vơ những cuộc đời ban cho mình một mẫu tàu buồn hoang mang một sự bất định lạc hướng không biết đi đâu về đâu những dòng dài năm mươi năm
suy minh, sự quan sát của những con người không có sự giao hòa của chủ đề, đặc biệt các bạn nhấn mạnh nỗi buồn sự tiếc người chậm lại mân mân vô định thức của chủ đề. Như vậy các em hãy đánh giá cho cô những từ tạm tắt về mặt nội dung, những cố sự độc đáo nhất riêng trong sáng tạo của chủ đề từ đó mà cô thể hiện được với hội viên. Kết bài, em cũng khẳng định lòng nghĩa của cuộc thơ. Hay là ví dụ kết bài em không làm được, có một bài thơ nhạc ra nói chung cũng giống như cuộc thơ đầu của em đang đặt với sự tự cao của các em khiến người đọc không thể cảm nhận. Khi tập thể kéo ló khi tiếp tục tạo khung cảnh thiên nhiên và nỗi lòng của mình trong đó, dù các bạn không có hết trực tiếp đất nước nhưng từ đầu sau trong bản thơ đó là tình yêu tổ quốc, một lòng đau đớn của đất nước luôn cầu mong cho đất nước luôn cả dân ta. Như vậy cái tiết bài này đã đánh giá được cái vai trò của bản thơ khi thể hiện được cái tư tưởng chủ đề của dòng tác phẩm và phong cách nghệ thuật của những thi công như thế nào bạn, từ đó bộc lộ được nhiều trong tư tưởng của bản thơ này đã chính là tình yêu tổ quốc để giáo dục cho người đọc cho chúng ta những thứ được sao tình cảm cao đẹp tình cảm sinh viên đó chính là tình yêu quê hương đất nước. Như vậy cô giáo mình vừa tìm hiểu xong các bài nghị luận được ra thơ bản thơ vận dụng vào những tác phẩm cụ thể phân tích một cuộc thơ cụ thể đó là tình yêu tổ quốc. Cô mong rằng trong tiết học này các em sẽ nắm nhận được kiến thức kỹ năng để thể làm thơ, làm bài nghị luận tổng thơ và có thể củng cố sâu sắc hơn kiến thức để làm thơ tạo lan động trong thi tập phục vụ cho các em trong những bài ôn tập và đặc biệt là những bài kiểm tra khi cô giáo mình gặp lại nhau sau. Xin chào, cảm ơn các em.